Kênh Bán Nhà Quận 7 xin kính chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 2056 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà mình thì diện tích là ngang 4, dài 28m, nhà một trệt, 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha cô chú anh chị. Nhà mình có phòng thờ đồ riêng nha cô chú anh chị. Nhà mình thì có được sân trước sân sau. Nhà mình hẻm trước nhà được 3m nha chú anh chị. 3m nhưng mà mình hẻm thẳng từ ở ngoài vô tới nhà mình luôn nha, không có quẹo đâu hết nha. Thì cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ luôn luôn những sản phẩm mới để cho cô chú anh chị mình xem và lựa chọn nha cô chú anh chị. Để em quay trước đường xong đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Bốn hai tám đây hẻm nhà mình được 3m thôi quý anh chị. Hẻm thẳng từ ở ngoài Quỳnh Tấn Phát mình đi vô khu dân cư hiện hữu luôn. Đây vô đây, đây thì tới đây nhà mình nha cô chú anh chị. Nhà mình trước nhà cũng 3m luôn nha. Trong nhà mình thì có cái sân khá rộng rãi luôn. Đây là nhà mình đây. Đây đưa cô chú anh chị vào bên trong. Ở đây là cái sân nhà mình, ở ngoài còn là cánh cửa nha cô chú anh chị. Ở trong nhà mình là cái sân khá rộng luôn. Chỉ có một cái là tiếc, có một cái là xe hơi mình vô không được thôi. Nếu mà xe hơi vô được là quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, cái sân mình khá rộng rãi luôn. Ngang 4 dài 28m. Nhà một trệt, 2 lầu. Sân thượng luôn. 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Nhà mình có sân trước sân sau nha cô chú anh chị. Nhà mình ở trong thì chủ nhà mua bán thì cũng tặng cho mình sofa đồ hết luôn nha cô chú anh chị. Em quay cận kẽ cho cô chú anh chị mình xem để cô chú anh chị mình còn lựa chọn nha. Nhà mình khá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây em đưa cô chú anh chị nè, ở sau nhà mình thì đây có nhà vệ sinh ở đây. Ở đây thì không gian bếp nhà mình khá rộng rãi. Nhà mình nhà mới nha cô chú anh chị, mua về chỉ dọn vô ở thôi. Đó, không gian bếp nhà mình là kệ bếp, tủ bếp đều có sẵn hết nha cô chú anh chị. Mà em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà mình riêng cái nhà này thì mình có cái tầng trệt. Tầng trệt có cái phòng để dưới đây cho người lớn tuổi mình ở cho không có đi lên nhà khó khăn nha quý chị. Đó, dưới tầng trệt mình có cái phòng. Ở dưới đây bây giờ mình tìm cái nhà mà có cái phòng ở dưới tầng trệt này là rất là hiếm nha quý chị. Hình như là không có. Lâu lâu mới được căn nhà thiết kế cái phòng ở dưới nha quý chị. Đây em đưa cô chú anh chị ra sân sau nhà mình. Đây là sân sau nhà mình nè cô chú anh chị nha. Phơi đồ ở đây. À, rất là thoáng mát nha cô chú anh chị. Đây sân sau nhà mình khá rộng rãi thoáng mát luôn. Nhà mình là ngang 4, dài 28m. Nhà một trệt, 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4.6 tỷ. 4 tỷ 6 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà muốn vay ngân hàng thì chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% luôn nha cô chú anh chị. Em đưa cô chú anh chị lên lầu 1 để mình xem lầu 1 nhà mình. Có sân thượng đúng không? Sân trước, một phòng thượng. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ cho Phương qua số điện thoại 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua để mình xem nhà nha cô chú anh chị. Đây là cái phòng sau nhà mình. Nhà mình thì vệ sinh nằm trong nhà nha cô chú anh chị, nhà nằm trong phòng luôn. Vệ sinh nằm trong phòng luôn. Nhà mình ở sau thì có cái cửa sổ rất thoáng nha cô chú anh chị. Có cửa sổ, rèm cửa đồ hết nha cô chú anh chị, rất thoáng. Đó, rèm cửa, cửa sổ đồ rất thoáng. Nhà mình cửa gỗ nha cô chú anh chị, cửa gỗ. Nhà vệ sinh thì trong phòng luôn. Nhà mình xài máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha cô chú anh chị. Đây phòng trước thì nhà vệ sinh cũng là trong phòng luôn nha cô chú anh chị.
Nhà mình có ban công trước nha cô chú anh chị, rèm cửa rồi hết luôn. Nhà mình thì khá đẹp, khá sang trọng nha cô chú anh chị. Đây là nhà mình đây. Nhà mình hướng đông nam nha cô chú anh chị. Rèm cửa trong nhà là trang bị sẵn hết cho mình luôn, rèm cửa luôn. Đầy đủ hết luôn, nhà mình trên sân trước sân sau luôn. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 2056 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích ngang 4, dài 28m, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 vệ sinh nha cô chú anh chị. Nhà mình có cửa sổ trời nha cô chú anh chị. Đây là cửa sổ trời nhà mình. Chủ nhà cũng bán cái giá là 4 tỷ 6, 4 tỷ 6 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Đây là nhà vệ sinh nhà mình trong phòng luôn, tất cả nhà vệ sinh trong phòng hết luôn. Đây phòng nữa là 4 phòng. Đây là rèm cửa nhà mình. Nhà mình thì phòng nào có cửa sổ nha cô chú anh chị. Nhà mình tất cả cửa gỗ hết nha cô chú anh chị. Đây là cái phòng thờ của nhà mình nha cô chú anh chị. Phòng thờ nhà mình đây. Quay cận kẽ cho chú anh chị mình xem. Đây là sân thượng trước nhà mình. Đây là sân thượng nhà mình đây. Nhà mình đi hẻm trước nhà được 3m nha chú anh chị. Hẻm mình nhà mình hẻm thẳng. Đây, khu dân cư hiện hữu. Hẻm 3m. Nhà mình cái sân trước khá rộng rãi luôn. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 2056 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình có diện tích là ngang 4, dài 28m, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh nha cô chú anh chị. Chủ nhà cũng bán giá là 4 tỷ 6, 4 tỷ 6 thương lượng chính chủ. Nhà mình có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ cho cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều trong thời gian qua đã xem cái kênh bán nhà quận 7 chính chủ nha.